Xin chào cả nhà. Cả nhà đã chuẩn bị gì để mà countdown chưa? Hà Lùng vẫn chưa nhận được cái gì hết. Còn bị dụ ra công viên uống trà đá quý vị khán giả ơi. Con ngựa sắt của Hà Lùng ra đây uống trà đá. Chứ quà cáp thì vẫn chưa thấy quý vị ơi. Thật là đau lòng. Im ru luôn. Xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh Hà Lùng TV. Quý vị khán giả ơi, thì ra là cái bất ngờ của Hà Lùng 15 năm đó chính là một chuyến đi Vũng Tàu mà tốn của tôi hết 6 triệu bạc. Trời đất ơi, nó đau cái lòng muốn chết. Tối hôm qua đợi à, sau khi đợi hoài tới khuya cũng chưa thấy quà đâu hết, thì ra là cái bạn lớn nhất của nhà Hà, bạn Bin đó quý vị khán giả, đã đặt Malibu quý vị. Trời đất ơi, 3 ngày 2 đêm đi Malibu, hết 6 triệu mấy tiền phòng chưa tính tiền ăn. Ôi đất ơi, lễ kỷ niệm gì mà hao tốn quá trời quá đất luôn. Xong sáng giờ cả gia đình dắt díu bồng bế nhau đi Vũng Tàu quý vị ơi, đông đông đen như kiến vậy đó. Trời ơi, rồi nhân dịp thôi, bữa nay bắt trước Hà Lùng, bắt trước Khương Dừa. Hồi sáng thấy Khương Dừa đăng cái clip là Khương Dừa công khai bạn gái bí mật 18 năm, Hà Lùng cũng hôm nay sẽ công khai cho quý vị khán giả nhìn thấy gương mặt mốc của người yêu Hà Lùng, cái người mà tối ngày cho ăn cháo lòng 15 ngàn đó. Rồi xong âm thầm ha, âm thầm là hợp tác với hai thằng út con tổ chức một buổi Vũng Tàu tốn 6 triệu bạc, rồi tiền ăn tiền này tiền nọ tiền kia nữa là tốn hết 10 triệu đó. Thấy đau lòng, ăn tôi cháo lòng 15 ngàn giờ tốn thêm 10 triệu đi chơi. Trời ơi, coi kỷ niệm gì mà là tốn kém quá. Đó, bây giờ Hà Lùng sẽ đi một tour cho quý vị khán giả nhìn thấy những gương mặt mốc. Tên tên tên. Chào đi nào. Chào biên khán giả. Sao thờ ơ quá vậy? Hả? Con hãy nói cho mẹ biết đi. Con với lại anh hai với lại anh Hụt Mít đã tổ chức ra cái phi vụ này đúng không? Trời ơi, không không một cách ngây thơ quá ha. Anh hai chào quý vị khán giả đi. Chào quý vị khán giả. Còn cái gì mà yếu ớt quá vậy hả? Sau một ngày dài thì con đâu có được đi xe đò đâu, con đi xe máy. Mà quý vị biết là 12 giờ 11 10 11 10 10 11 giờ Chín trưa. giờ sao? 9 giờ bắt đầu đi là 10 11 giờ. Nó nắng. Rồi nó nắng mà nó nắng khủng khiếp luôn. Con đi xong con tắm cái đầu con bớt ra, đầu con đầu uống mà. Uống nó khô. Cái là con phải về mới vô khách sạn mà con gọi đầu liền. Mà đặc biệt khách sạn này là khách sạn gì? Là khách sạn 4 sao quý vị, Malibu. 4 sao mới tốn tiền nhiều đó, hay quá Nó là he. Malibu. Người ta ở khách sạn 1 sao 2 sao được rồi, tìm đâu ra cái khách sạn 4 sao quý vị khán giả. Trời đất ơi, tốn một đống tiền. Còn anh này già quá cho nên phải đóng tiền phụ thu nè quý vị khán giả. Dạ Đó, vậy. già chứ còn gì nữa, người ta 6 tuổi thôi. Ai mượn con 10 tuổi vậy hả? Tại sao con lại 10 tuổi? Con gà mê lắm, ở nhà sống ở nhà chơi máy đi, bị đặt tổ chức đi Malibu đồ này kia, gọi giờ ra đây đứa ôm cái máy làm gì? Nhưng mà không quan trọng là con có sướng mà. Ai biểu gì chuẩn bị chi, rồi mình đi vô mình gặp đó, ra tới đây nằm sẽ là ai, đi ra gặp người yêu 15 năm 18 năm chứ. Tụi Hà là tìm hiểu nhau 3 năm rồi, xong rồi sau đó rồi bị dụ vì một ly kem bạch đằng, với kem nhãn, cái ly kem bạch đằng 18 năm trước mà cho ăn ly kem bạch đằng là thấy thấy trời ơi đại gia rồi quý vị khán giả, thấy đúng không? Trời ơi, Hà đó là đâu có tiền đâu, nghèo chết luôn trời. Tự nhiên cái gặp đại gia cho mình đi ăn kem bạch đằng 10 năm 50 ngàn ly. Trời đất ơi, 50 ngàn lúc đó Hà nhớ Hà đóng tiền nhà có 100 mấy chục ngàn tháng à, mà ăn ly kem hết 50 ngàn, kem bạch đằng sang thiệt, sang rồi quý nhất quý vị khán giả. Trời ơi, mê liền đó. Đó, rồi mà cái nhân duyên mà hai đứa gặp nhau hay lắm, làm phim được luôn á trời, hay lắm. Bả tự nói bả tự hay đó, bởi vậy cho nên là hả, bây giờ để trời ơi, làm gì chùm kín quá vậy trời, làm gì chùm kín quá vậy hả? Ngủ 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 mới 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 quay lén quá vậy khán giả.
Chớ mà thức không có cho đâu. Trời, thức không có cho, không chịu. Không chịu cho quay đâu. Mắc cỡ. Sợ người ta nói đẹp trai. Hay ghê lắm. Xin chào quý vị. Bé gì? Bé gì? Không có gì. Bé gì xin chào quý vị? Ủa sao cái điện thoại của mẹ nó mờ quá vậy ta? Con không biết nữa. Quay rung lắc nữa, khán giả la nữa. Đó, rồi xong rồi cái là ha, thông đồng với lại hai thằng nhóc ha. Rinh tui ra Vũng Tàu ha. Rồi, ngủ rồi, ngủ rồi. Ngủ say sưa rồi. Mở cái chăn ra. Bị say xe quý vị, khán giả nhục nhục lắm, bị say xe. Trời ơi, thanh niên trai tráng đàn ông đàn an gì mà bị say xe, đi xe là ói ngang ói dọc, ói lên ói ói xuống, ói sặc sừ luôn, cho nên là không đi xe, đi xe máy đó. Đi xe máy đùng đà đùng đình, tung ta tung tăng Xong đi ra cái giờ đây. mệt. Còn Hà Lùng với lại bạn Bill thì đi xe phu ta đó, cả nhà đi ra đây. Trời ơi, thấy Vũng Tàu đông đen quý vị khán giả ơi. Hãy đi kỷ niệm giống như đi hành xác không? Xong lấy 10 triệu đưa cho tôi đi trời. Tự nhiên á, là cà thẻ lấy thẻ cà. Đi Vũng Tàu. Chơi gì ngoài này không biết nữa. Có tắm biển, nước muối mặn chứ có gì. Tôm mực cua cá trong Sài Gòn bán đầy. Ôi đất quỷ thần ơi. Chỉ có hai thằng nhóc này. Hai nhóc này là ham mê nè. Hai nhóc này ham mê. Hai nhóc này khóa nhất nè. Đúng không? Thôi đừng có xạo. Ở đây có phải không, con là người sung sướng hạnh phúc nhất được đi 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 Vũng Tàu ở resort Đúng đúng rồi, không? rất là hạnh phúc. Hạnh gì? Hạnh phúc là hạnh gì? Tốn tiền gần chết mà hạnh phúc. Trời đất ơi, để cái tiền đó mua cái mic để quay YouTube cho cái tiếng nó lớn nữa, quý vị khán giả đừng có comment nữa thì còn tốt hơn. Chị nói quan trọng là con không có sữa rửa mặt nữa. Tối ngày sữa rửa mặt hoài. Lấy cái chai nước tẩy trang màu hồng đó là tẩy trang thôi, rồi xong rồi rửa lại luôn đó. Không rửa mặt không có sạc được. Trời ơi, nó điệu quá quý vị khán giả, hà mệt quá. Lớn rồi, ai biểu không chịu chuẩn bị chi rồi giờ ra đây rồi mè nheo nhõng nhẽo. Hơi này hơi nào gì? Chiều nay đâu lên kế hoạch cái chiều nay ăn gì? Ok, chiều nay thằng Bill nó sẽ ăn cái ít nhờ. Là sao? Giờ Ở trên đánh. lầu có quán bà, à, có quán bà, có bà là chỗ bán pizza nên hai rồi đi. Trời ơi, trên lầu có Lần chỗ chơi pizza nữa quý vị khán giả lần ơi. lại đó, Có quán con bar muốn hả? lên con Đó ba. là quán bar. Quán bar với lại chơi pizza nữa luôn hả? Đúng Ghê rồi. vậy, thôi mình còn nhỏ vô Con quán sẽ bar lên làm con gì? ba. Mẹ già vậy còn không đi vô quán bar nữa, con Nhưng còn mà nhỏ vô cái quán bar quan làm gì trọng, quý vị khán giả thấy đúng không? Đó. nhưng mà cái quan trọng là con không có sữa nó mà. Nữa lại không có sữa rửa mặt nữa. Hồi sáng Hà Lùng thấy con vừa quay cái clip dẫn dẫn vợ đi, dẫn vợ đi Đà Lạt mà lấy cái mền chùm vợ lại, nên Hà Lùng cũng cũng làm một cú review người yêu, mà người yêu chùm kỹ quá, người yêu chùm kín quá, không có review gì được trơn á. Trời ơi, View viết cái gì không biết nữa. Nhường qua nhường lại chứ cho mệt. thôi để xin đàng hoàng, xin đàng hoàng, chấp nhận đàng hoàng mới quay chứ hả, mất công dần hờn vu vơ nữa, rồi không ăn cơm nữa, rồi đòi ăn buffet hải sản nữa, tốn tiền không chịu đâu. Bye bye quý vị khán giả nha, để lát nữa quay tiếp cho quý vị khán giả coi. Đó, cuối cùng thì đã thức dậy rồi nè quý vị khán giả ơi. Người ở đâu mà thấy, người ta có cho bơi đâu mà đòi thấy người ở ngoài chỗ bơi trời. Con làm cái gì vậy? Hả? Con làm cái gì vậy? Mẹ đang quay clip đàng hoàng á nha. Trời ơi quý vị khán giả, coi một tên nhõng nhẽo luôn quý vị khán giả. Trời ơi, tự nhiên giờ đòi nằng nặc đòi đi ra biển bơi. Bơi ngoài biển đúng không hay bơi hồ? Nhưng con phải nói lời tử tế chứ sao con lại Mẹ làm ơi, chuyện. lên hồ bơi không chẳng Mẹ không biết bơi rồi rồi ai cứu? Ôi, có người đang bơi về, đừng có đánh trống lảng. Tại sao 15 năm không có một cái cục gì có giá trị hết vậy? Đừng có nói đưa cho tôi hai cục vàng thúi kia là xong. 15 năm là nó một cái cột mốc rất là quan trọng. 15 năm dụ dỗ người ta. Mà bây giờ dẫn ra Vũng Tàu cho uống nước muối hả? Là xong hả? Lộ thân thể quá, thôi đi ra chỗ khác đi. Không quan tâm luôn quý vị khán giả. Ba cho con lơ hà luôn quý vị khán giả ơi.
Đã nói rồi đừng có thuê cái khách sạn mà cái hồ bơi sâu mà cứ thuê. Ba cho con bơi đã luôn. Mẹ có bơi được gì đâu. Có bơi gì đâu mà sâu như vậy. Một mét sáu sao mẹ chống chân tới mà bơi. Không sao, con biết bơi thì con không sao, mà mẹ không biết bơi mẹ sợ. Đúng không quý vị khán giả, mình đầu đuôi cộng lại có 1m53 mà cái hồ bơi sâu 1m6. Sao mà kể được, mẹ sợ mẹ ngợp chứ. Tự nhiên nếu mà ngợp thì cố gắng gì nữa, sao mà còn hối xuống. Ngồi trên bờ không luôn quý vị khán giả, có xuống được đâu. Con bắt mẹ phải đi xuống. Ôi, ngập cũng chết sao mà dám xuống, mặc đồ bơi đồ ngon lành luôn quý vị khán giả mà xuống đâu có dám xuống đâu. Sầu quá hồi mà mét xấu trời, còn ba cho con bơi chịch đã rồi về nằm dài nữa đó. Trời ơi trời, sung sướng quá nó trời ơi, bụng. chứ nó bụng kệ pin, mẹ không bơi được mẹ bực rồi, quạo rồi. Chán mình đang lót muốn lót teo vậy đó. Trời ơi, kỷ niệm cái gì coi, ai được hưởng thụ, mình có được cái hưởng thụ gì đâu. Bơi rồi mình còn không, tự nhiên vợ phải nhường chồng với con, không có ai quy định vậy luôn. Ai quy định? Ai ai mình là ai vậy hả? Mình là ai rồi rồi, giờ pha gì đây, pha chế cái gì đây, pha cà phê uống nữa. Trời ơi, bị đặt pha cà phê uống rồi tối sao ngủ được. Có lấy cà phê luôn anh, mày lấy uống thử đi. Thôi nhìn là biết anh Hà không uống hay dở. Ờ, pha có sữa nữa vậy. Trời đất ơi, mày đặt pha cà phê uống nữa. Trẻ em 10 tuổi mà được uống cà phê. Tối mới ngủ được đâu. Con cho ít cà phê mà. Tổng kết lại là coi như là kỷ niệm 15 năm Hà Long chưa được gì hết quý vị khán giả. Thôi, cũng không sao. Lát nữa nghe nói là được đi ăn cái gì đó. Ra chợ xúm lưới của hải sản ăn đi. Với lại đi ăn bánh khọt. Bánh khọt, bánh khọt, bánh khọt. Nhưng mà mẹ thích. Sao mẹ ăn bánh khọt đi. Con cũng không luôn hả? Không ai về phe mẹ hết đúng không? Con kêu mẹ đi mua mực cho con, mẹ có mua mực đi. Mẹ mua mực, ok mẹ sẽ mua mực cho con. Đối diện ăn đi mẹ. Nhưng mà mẹ vẫn muốn quay ăn. Quay đối diện đi mua ăn á. Ok. Nhưng mà mẹ vẫn muốn ăn bánh khọt. Thì lấy con mua bánh khọt ra đó ăn luôn. Ok. Xin chào quý vị khán giả, là coi như kết thúc 15 năm kỷ niệm thì cũng đáng nhớ đó. Tôi sẽ khắc gốt ghi tâm. Đến 16 năm tôi sẽ nhắc lại cái nỗi đau này. Nói đi thì cũng phải nói lại là em có chuẩn bị quà cho anh nha nha, mà chưa có đưa. Bí mật, con cũng muốn có quà. Ủa liên quan gì tự nhiên con cũng muốn có quà quý vị khán giả? Thấy cái lãng nhách không? 14 năm. 14 năm gì? 14 năm mẹ sinh con ra đời. Ô, lãng nhách không trời ơi, mệt gần chết. Bác sĩ gạch cái bụng ẻn một phát lôi ra, trời đau gần chết luôn. Ở đó con tặng gì cho mẹ, bắt mẹ tặng con gì? Ôi ôi, nam thanh niên cái gì gọi là cái gì ta, thừa nước đục thả câu, ăn ké đòi quà ké đồ ha, miễn bàn đi. Sao mày mua đồ cho ba?